Em chào cả nhà nhé. Phiên tối hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số những mã hình hàng hoa sưu tầm đẹp để các bác chơi bổ sung vào bộ sưu tập lan của mình, và hai số điện thoại đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Tất cả những mã này thì em có đánh mã, còn những cái mặt hàng mà số lượng nhiều thì bên em báo giá chi tiết trên video. Các bác xem mặt hàng chốt đơn nhớ là gọi điện hoặc nhắn tin qua số điện thoại em ghi ở trên tiêu đề nhé. Và lưu ý là một số bác mà đặt hàng qua YouTube, tức là comment trên cái bài đăng này ấy, thì có thể là để lại số điện thoại bằng chữ, bởi vì YouTube hiện tại thì người ta đã hơi hạn chế bằng số điện thoại nên là comment hơi bị ẩn đi, thì nhiều khi đơn hàng các bác là bên em bị sót đơn hàng. Ngoài cung cấp hoa lan thì em có bán thêm cả những dòng vật tư phân thuốc này và rất là nhiều những mặt hàng nụ khác. Và sau đây thì em xin điểm qua và báo giá lần lượt từng loại. Nên đầu tiên là những cái mã hàng hàng cây nha, hàng thuần nhá các nhá. Đấy, những cái chậu hoa rất là đẹp này. Đấy. Mã đầu tiên là mã A1 là một gió kim đầu xuân đang nụ hoa, cả đang hoa nữa. Hai bông đang nở hoa này, có một nụ này, hai này, ba, bốn này. Và đây rất là nhiều nụ nhỏ nhỏ đang lên nhá các nhá. Riêng kim đầu xuân thì nụ của nó lên liên tục luôn. Đây, những cái mắt nụ của nó đang sưng lên này. Đấy, nụ đếm không xuể luôn nhá. Đấy, giò này hoa nở liên tục. Đây đây cũng nụ này. Đấy, cái thân xuống lá thôi nhưng mà cũng đang một nụ nó đang lên này. Đấy. Giò này bán 170.000. Hoa rất là đẹp, một màu vàng tươi. Mã 2 lên một chậu đen rô xuân. Đen rô xuân hàng thuần vườn rồi. Và cái loại này có mặt hoa, bác nào mà chưa sở hữu được cái mặt hoa đen rô xuân mặt hoa như thế này thì có thể là chốt đơn. Mã đen rô xuân này là A2 160.000. Chậu này khá là nhiều thân tơ. Đây ạ. Đây những thân tơ rất là cao vút này. Và đây là những cái mầm gốc đang lên cũng rất là đẹp. Giò này em bán là 160.000 nhé. Mã A2. Mã A3 170.000. 1, 2, 3. Mặt hoa của mã A3 lại khác hơn cái mặt hoa A2. Đấy, nó thêm một tí cái điểm vàng ở đây. Đấy. Đen đô xuân, hoa của nó thì đa dạng nhiều nhiều mặt hoa nên là em sẽ quay cho bác những cái mặt hoa nó có sẵn này. 170.000. Mã A4 là một chậu kim điệp đột biến. Đây là dòng kim điệp gọi là mắt đỏ các bác nhé. Nó khác hoa kim điệp xuân này các bác. Đấy, bông hoa nó phải to gấp 3 lần, à gấp 4 lần luôn. Đấy, bông hoa hai loại nó sẽ so sánh này, khác nhau hoàn toàn, với bông hoa nó to màu trắng sữa và mắt màu đỏ này. Chậu này em bán 150.000 này. Đang lên một bông hoa đây, còn rất là nhiều mắt nụ chưa nở hoa nhé. Bởi vì nó như dòng kim điệp đấy, nó cũng sẽ lên hoa tất cả những cái mắt này, nó sẽ lên liên tục luôn. Giờ này em bán 150.000 thôi. Hoa siêu đẹp luôn. Mã 5 170.000. Đây là một giò trầm trắng. Trầm trắng đang chuẩn bị bung một nụ hoa và rất là nhiều những cái kỳ lên ở dưới đây. Giò trầm trắng này gồm 3 thân, một thân dài, một thân vừa, một thân ngắn và 3 mầm gốc đang lên. Giò này em bán là 170.000. Mã 6 em lên cho bác một chậu, đó chính là vũ nữ sô cô la hoa thơm. Ai chơi dòng vũ nữ mà muốn chơi hoa thơm thì không thể kể đến đó chính là dòng vũ nữ sô cô la. Giò này rất là nhiều thân các bác nhé. Bụi này phải từ 2 bụi to ghép lại, nó to đùng luôn. Và nụ hoa thì bây giờ hiện tại là một nụ dài, và sắp tới em nghĩ là nó sẽ lên rất là nhiều những nụ ngắn nữa. Bụi to đùng này em bán 230.000. Đợt trước em bán 250.000 đây này. Đấy, hôm nay em bán 230 nhé. Có một bụi này. A7 cũng là một bụi to và cũng đang lên nụ hoa. Bụi này cũng rất là nhiều thân, đây nụ hoa đây. Đấy, các bác nhìn chưa? Bụi này siêu nhiều thân các bác nhé. To, cao, nhiều thân cũng 230.000. Nhiều thân lắm. Tiếp theo A8 cũng đang nụ hoa. Nụ này thì dài hơn. Hoa thơm đứt mũi luôn, khỏi bàn. Nụ này thì giả hành cũng nhiều và nó to, nó mập hơn. Nó có thể là ít giả hành hơn những chậu kia, nhưng mà thân giả hành ở đây thì nó lại mập. Cũng 230.000, có 3 giò. A9 chuyển sang một mã đendro vàng kim cương. Chậu này chậu 2 thân. Bình thường em bán chậu 1 thân thôi, nhưng mà chậu này nó 2 thân tơ và 3 mầm gốc dài. Đendro vàng kim cương thì số lượng rất là còn ít và nhà vườn hiện tại đã cháy hàng các bác nhé. Hoa màu vàng rất là sai và đặc biệt hơn là có một cái mắt màu nâu rất là đẹp. Loại này 250.000. Giò A9 250.000. A10 em lên cho bác một giò giả hạc hoa hồng đỏ. Hoa của nó màu đỏ đậm và đây, đây là những cái thân hoa của nó đang lên chuẩn bị nụ hoa. Những cái thân tơ của nó nhé. Giò này em bán là 100.000 thôi. 100.000, giò hoa hồng đỏ hàng bảng. Giò A12 cũng là hoa hồng đỏ cũng đang nụ hoa, cũng 120.000.
A13 là một giò. Đây là một giò giả hạc Hawaii tím. Cái này có một thân nó bị gập gốc nhá, nó không ảnh hưởng gì, nó bị gập gốc thôi. Còn đây là có 2, 4, 5, 6, 7 thân. Thắt ngọn vào đây mầm gốc thì rất là nhiều, nhiều mầm gốc lắm ạ. Chủ yếu bây giờ là trồng mầm gốc đầu xuân mà, 130.000. Đấy A13. Tiếp theo A14 là một mã. A14 ạ, đây là một mã giả hạc hồng ngọc. Mầm gốc đăng lên này. Được cái là chậu này rất là nhiều ki. Ki trên thân. Cái giò này là về các bác cắt ki ra để ươm ki nhá, hồng ngọc mắt xước. 140.000. Mã A15 là một giò trầm biên vàng đang nụ hoa, trầm lá biên vàng nụ hoa. Tím đậm. 120.000. A16 là một giò năm cánh trắng họng hồng mắt xước. Cái này có một cái thân già vừa rồi ra hoa nó bị gãy, nhưng mà em vẫn để nguyên nhé, tại vì bây giờ là cái thân này nó cũng không quá quan trọng lắm. Chủ yếu là cái mầm gốc đang lên, hai cái mầm gốc đang lên đẹp. Đây thân này, thân này như chưa hoa lần nào. Đây thân này chưa hoa tí nào luôn, là vẫn có thể chơi hoa này. Giò này 120, năm cái trắng họng hồng. A17 cũng là năm cái trắng họng hồng vừa rồi hoa này, cái cuống hoa vẫn còn này, em bán 70.000. Một thân một mầm. A18 cũng 120. Hai thân. Cái này nó chỉ nên nụ 1-2 bông thôi. Còn đâu là những cái thắm mắt này chưa ra hoa là mình về kích ki, hoặc sau này vẫn lên hoa tiếp nhé. Cũng hai mầm gốc ạ. Giò này 120. Đây này, cái bông hoa của nó sót lại cái bông hoa này, cánh trắng. Nó tàn rồi, đây, nó tàn rồi. A19, 140, 3 mầm gốc. Và hai thân. Hai thân, 3 mầm gốc, 140. Và A20, nó là một giò hoàng nhạn tháng 8. Giò hoàng nhạn tháng 8 rất là hiếm. Giò này ghép lâu lắm rồi, ghép từ hồi năm, em nhớ là cái năm bán hoàng nhạn tháng 8 là năm 2018 hay 19. 19 là năm rộ nhất. Ghép từ cây bé xíu rồi này. Đấy, ngày xưa cây bé xíu này bán là 100.000 một cây. Thì cái giò này 1, 2, 3, 4 cây này. 1, 2, 3, 4 cặp lá. Giò này gồm 2 cây. Cây nhỏ nhỏ này, cây nhỏ nhỏ này là không phải cây hoàng nhạn tháng 8 đâu. Cây này là cây quế tím em ghép kèm vào. Còn đâu hai cây này cây hoàng nhạn nhá. Sờ cái bản lá nó dày, nó biết này. Đấy hai lá. Cái lá quế tím nó sẽ hơi bì bì hơn, còn cái lá hoàng nhạn nó sẽ mềm mượt hơn. Giò này bán 350.000. Hoàng nhạn tháng 8. Duy nhất một giò. Còn giò lẻ loi để bán nốt. Em có một số những cái mã trầm cổ nhá. Trầm cổ hoa của nó này, môi tuyết rất là đẹp. Bông hoa của nó vẫn còn sót lại, bởi vì bây giờ thì đã qua cái mùa hoa của nó rồi. Môi của nó tím đậm và môi tuyết này. Đó, bông hoa trầm cổ đây sót lại để cho các bác xem qua cái mặt hoa của nó. Bởi vì đây là hàng ươm ki, tất cả là chuẩn giống hết. Và chủ yếu là bây giờ các bác mua để sưu tầm trồng những cái mầm gốc lên thôi. Đấy, những cái mầm gốc lúc nhúc lên rất là đẹp luôn. Và trầm cổ thì ngày trước nó là một dòng hàng giá trị bán theo thân ấy. Hôm nay thì em bán theo chậu các bác mà giá chỉ có hơn 200.000. Sở hữu một chậu trầm cổ hoa siêu thơm như thế này. Môi tuyết rất là thơm. Em ký hiệu đây là N1 này. Chậu này gồm có 3 thân tơ nhưng mà đã ra hoa, những phần dưới nó chưa ra hoa, các bác vẫn có thể cắt ra ươm ki được bình thường nhé. Bây giờ mầm gốc của nó rất là đẹp. 1, 2, 3, 4, 5 cái mầm gốc cả dài cả ngắn này. Giò này em bán 230.000. Mã N2 cũng 230.000 gồm 5 thân tơ nhưng đã ra hoa. 1, 2, 3, 4, 5 mầm gốc. Đấy là 5 mầm gốc hiện tại nhú to thôi, còn những cái mầm gốc nhú nhỏ nhỏ này là em chưa tính đâu. Cũng 230.000. N3 200.000. Cái này thì tạm thời là có 3 cái mầm gốc lên cao to thôi. Và 3 thân hoa vừa rồi tàn hoa. Nó này, nó còn mọc những cái mầm gốc nhỏ nhỏ này là em chưa đếm nhá. Để nó sẽ mọc, nó không đồng loạt đây cả những mầm gốc nhỏ nữa. N4 cũng 230.000. 1, 2, 3, 4 thân. 1, 2, 3, 4 này. 5, 6, 7 cái mầm gốc. Ui, giò này cũng nhiều mầm gốc phết đây. Lít nhít luôn, nhiều lắm. 230. N5 cũng 230.000. 1, 2, 3, 4. Cái này về kích thân mầm thoải mái. Đây, mầm đang lên này. 1 mầm gốc này, 2 mầm gốc này, 3 mầm gốc này, 4 này, 5 này, 6, cũng phải 7 mầm gốc đấy. Nói chung là nhiều. Cái này, tất cả những chậu này sẽ nhiều mầm gốc, nhưng nó chưa lên. Cái lên to lên nhỏ. N6 220. 3 thân tơ. Và đây ạ, có 1, 2, 3, 4 cái mầm gốc đang nhú. N7 230.
4 cái thân vừa rồi ra hoa. 1, 2, 3, 4, 5 mầm gốc. Dài chưa? Đẹp chưa? Đấy, qua hoa, qua một xuân xong, qua hoa xong thì bây giờ các bác chủ yếu là chăm đến cái mầm gốc của nó. Và màn hoa thì cũng xuất sắc, đáng sưu tầm. Vâng, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm một số những giò giả hạc Pháp nhé. Những cái chậu giả hạc Pháp rất là vừa tiền. Và đây là những cái chậu kỳ 52. Mặt hoa thì xuất sắc. Đối với dòng giả hạc Pháp thì em thấy là cái dòng này dễ chăm, dễ trồng, mà hoa của nó khá là đẹp này. Đó. Ngày trước thì vẫn theo thân tính tiền, nhưng bây giờ thì giá thành nó rẻ hơn do tốc độ nhân giống nó nhiều. Đây ạ, cái mặt hoa của nó thì chuẩn chỉnh như thế này. Các bác nhìn này, bông hoa của nó hoa tím, họng của nó màu trắng, rất là xinh. Đấy. À, chậu đầu tiên em ký hiệu là mã G1 nhá. Mã G1 gồm 3 thân dài đang hoa. Còn những cái thân ngắn ngắn này là không tính này. Nó vẫn là thân tơ nhưng mà nó chưa đủ tuổi ra hoa. Thì năm nay là nó lên kỳ. Kỳ của nó thì chắc là nó phải rơi tầm chục cái kỳ mầm gốc lên đấy. Không thể đếm hết được, nó nhiều quá rồi. Đấy, chậu này em bán 100.000 thôi. G1 100. Mã G2 120 này. Mã này thì thân ngắn hơn. Thân này thì chưa hoa, đang có lá. Giả Pháp nhiều quá mà muốn chơi hoa, các bác phải vặt hết cái lá đi và cắt nước. Nhưng mà bây giờ năm nay thì chắc là nó lên mầm gốc, thì để năm sau mới ra hoa rồi. Đấy, những cái thân này nó cũng xuống lá dần này. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 15. 15 thân cả dài cả ngắn này. Và mầm gốc của nó thì thôi đếm không xuể luôn. 120.000 G2. Mã G3 130.000. Một thân dài này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thân rất là dài nhá. Đây, có cả thân thắt ngọn hết rồi. Đấy, và mầm gốc thì quá là nhiều. Đấy, giò này thân dài hơn thì em bán 130. Giò G4 cũng 130.000. Mầm gốc thì đếm không xuể luôn. Những cái giò này hàng thuần nó cũng rất là chuẩn. Để em đếm số lượng thân nhá. Cái thân này nó bị 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8. Cái này 8 thân. Thôi cái này em bán 120 thôi. G4 này, mầm gốc nó nhiều. Tại vì giò này cũng thân nó dài dài, em bán 120 nhé. G14, à G4 tiếp điều chỉnh giá. G5 cũng 120. 2, 4, 6 này, 8, 9. 9 thân dài, đẹp. Thân này còn đang nụ hoa này. Mầm gốc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đã đếm sơ sơ, đã rơi tầm 10 mầm gốc rồi. 120.000. G6, đây là G5. G6, 90.000. 90.000 được chậu giả Pháp. 2, 4, 6, 8, 10, 12 thân, cả dài ngắn. Và lên mầm gốc đây, 90. Và G7, 100. 2, 4, 6, 8, 10, 11 thân. Mầm gốc rất là nhiều. 100.000. Đây, 100 có một giò giả hạc Pháp. Đẹp chơi hoa rồi. Đó, đây là những chậu giả hạc Pháp rất là đẹp. À, em có biến hôm nay có hai loại brass để các bác bổ sung vào bộ sưu tập của mình, đó chính là màu vàng đốm và màu trắng. Màu trắng thì người ta còn gọi là nữ hoàng bóng đêm, và cái màu vàng này màu vàng đốm. Hoa brass thì nở hoa liên tục, và dòng này thì rất là dễ chăm, dễ trồng, đẻ nhánh nhanh. Và một chậu brass như thế này em xin phép bán là 130.000 đồng một bụi. Các bác mua một cặp thì sẽ là 250 một cặp nhé. Có thể kết hợp giữa hai loại brass. Loại này đẻ nhánh về các bác có thể chia tách ra làm 2-3 chậu cũng được. Bởi vì nó phát triển sinh sôi này nó cũng khá là nhanh và dễ phát triển thành bụi lớn ạ. Em có 4 cái giò quế va hoa vàng lưỡi trắng, dòng của bên Thái Lan, và dòng này dòng đột biến bên Thái. Hoa của nó rất là đẹp, và đặc biệt là cái dòng mũi hương của nó thì cực kỳ là dịu ngọt, thơm rực. Và đây ạ, cái chậu đầu tiên em ký hiệu là mã V4. Mã này 330.000. Một cây mẹ bản lá to nhưng mà nó bị gãy đầu ngọn và nó đẻ ra hai cây con. Quế va này dòng này hơi đắt tiền nhá. Trước em bán cây đơn lẻ đã 200.000 một cây đấy. Bây giờ là cây này là cây 2 cây cho một chậu. Cây này cùng 2, 4, 5 cặp lá này. Cây số 1 này. Cây số 2 là cây bản lá to. Cây này là 2, 4, 6, 7 cặp lá. Cây này thì bản lá rất là to bự nhá các bác nhá. Đấy. Dòng này 330. Giờ số 2 là V3, 350. Cây này cây cũng là một mẹ. Bản lá to lắm. Bản lá này không biết là mấy sen. Nó bị hư đầu ngọn nó, xong nó lại đẻ ra. Riêng dòng bên đây thì nó lại hay đẻ con ở nách này. Hai cây nhá. Hai cây song song này. To này. Cây số 2 này. Đấy. Bản lá rất là to bự luôn. Mà lá bóng mượt luôn. Bản lá to lắm. Và cây nhỏ, con nữa. Nó đang mọc ở dưới đây. 350. Tiếp theo là V2. Giò này 370.000 này. Một mẹ đẻ ra 3 con. 4 con. Cây con số 1 này. Cây con số 2 này, cây lá sét tê rất là đẹp.
Cây con số 3, cái này bản lá to ở phía dưới góc này này. Đấy. Và cây thứ tư là cây này. Đấy, 4 cây. 307 V2 và V5 209 2 cây. Cũng một mẹ đẻ ra hai con. Cây con nhỏ số 1 này. Và đây là cây con số 2, bản lá rất là to. Cây này rất là tiếc là do vận chuyển nó bị tách đôi cái đầu ngọn này ra. Để tách ra đến đây. Đấy, nên là dề này em bán 209 đấy. 209. Em có 3 giò kim điệp xuân rất là nhiều nụ nhá và rất là nhiều hoa. Đây là nụ hoa này. Đấy, đang lên nụ này, cực kỳ là nhiều. Và một bụi này là hàng thuần sẵn rồi này. Các bác về chỉ việc treo lên mà chơi thôi. Hoa màu vàng rất là tươi. Và một giò thuần này em bán là 170.000 đồng một giò. 170.000 đồng một giò. Kiều Vuông Lộc Bắc vùng Di Linh Lâm Đồng nhá. Cái hàng kiều này hiện tại thì rừng nó khá là khan hiếm và nó khá là đắt đỏ. Đây là những cái chậu mà nhà vườn người ta thuần sẵn lên. Thì về các bác trồng chỉ được treo lên và có thể là để cho năm tới là lên những cái mầm tơ này. Và chơi thưởng thức hoa thôi. Dòng kiều Vuông Lộc Bắc này thì hoa của nó nổi tiếng là vòi dài, siêng hoa. Và đặc biệt hơn là trong miền Nam này, khu vực ở trong miền Nam ấm áp là nó nở chuẩn Tết ạ. Kiều Lộc Bắc ngày hôm nay thì những cái chậu đẹp như vậy em bán là 190.000 đồng một giò nhá. Bởi vì nó là hàng rừng thuần nên là nó sẽ có cả thân tơ và thân già trong một giỏ. Trong một giỏ này sẽ có cả thân tơ và thân già nhá. Đấy, đẹp chưa? 190.000 một giỏ. Và khi ra hoa thì nó đẹp xuất sắc. Cập bến một lô đen đô chớp bịp vừa mới về. Chớp bịp nó là một dòng đen đô đột biến nhá. Nó là dòng đen đô nắng đột biến. Hoa thì nở quanh năm 4 mùa. Và dòng đột biến này thì hoa của nó cánh viền chớp rất là đẹp. Ngày trước dòng này hiếm và giá trị cực kỳ là cao. Hôm nay thì cái lô hàng vẫn là những cái lô hàng rất là mướt đẹp này. Cây cao, to, mập và nhiều thân. Đấy, cây hôm nay cao nhá mọi người nhá. Và những cái mắt chớp bịp thì hiện tại cũng đang sưng nụ hoa rồi. Dendro thì nó không chỉ nở hoa ở trên đầu ngọn này đâu, mà nó còn nở hoa ở những cái nách này. Đấy, chớp bịp ngày hôm nay hàng đẹp như vậy. Em bán là 230.000 đồng một chậu chớp bịp. Hàng Dendro chớp bịp này thì ngoài thị trường hiện tại vẫn bán dao động từ 280 đến 300.000 tùy cây to nhỏ. Đấy, lô hàng rất là mướt đẹp vừa mới về. Nói chưa là chớp bịp thì số lượng nó cũng chỉ có số lượng ít thôi ạ. Vũ nữ hoàng hậu. Bình thường thì em bán các bác là dòng hoàng hậu hoa xanh với số lượng rất là đại trà. Tuy nhiên thì hôm nay thì có một cái dòng rất là mới độc lạ, đó chính là dòng vũ nữ hoàng hậu hoa đỏ nhá các bác nhá. Dòng này thì hôm nay về bụi lại còn bụi khủng cơ, bụi khủng, bụi to, siêu bự. Đây em nhắc cho mọi người một chậu này. Một chậu vũ nữ hoàng hậu này. Không thể đếm được số lượng giả hành trong một chậu bởi vì nó quá nhiều. Và cầm nó rất là nặng tay, bộ rễ của nó khá là khỏe khoắn. Loại này thì em cũng xin giới thiệu là về các bác vui lòng là có thể là tách ra. Tại vì cái bụi này nó quá là to rồi, tách ra làm 3 chậu nhỏ. Làm 3 chậu nhỏ. Những cái giả hành mình tách ra được, với cái bộ rễ này mình có thể cắt bớt đi. Dòng này cũng bật rễ cũng khá là nhanh, bụi siêu to khổng lồ như thế này. Và hôm nay thì giá rất là rẻ nhé. Dòng hoàng hậu hoa đỏ này thì giá hàng sưu tầm, hàng VIP cũng đắt tiền. Và trong rất là nhiều lô hàng thì hôm nay mới về thôi. Đấy, đẹp chưa? Bụi nào bụi đấy cũng to bự như thế này. Về tách thì cũng rất là dễ dàng, như kiểu các bác tách kiếm ấy. Nó đơn giản thôi. Và hoa của loại này rất là đẹp. Và một bụi siêu to đẹp như thế này em bán là 280.000 đồng một bụi nhé. 280.000, bụi to lắm. Về tách làm 3 bụi nhỏ, trồng thành 3 chậu. Chia sẻ giống cho các bác. Phụ nữ hoàng hậu hoa xanh ạ, về một cái lô hàng rất là mướt đẹp như mọi người nhé. Chậu hôm nay thì bụi nó khá là nhiều thân. Dòng này là nổi tiếng trong dòng họ vũ nữ về độ size hoa cũng như là độ dài của bông hoa. Đấy, một chậu của nó này các bác này. Rễ của nó, bộ rễ rất là khỏe lên sum xuê. Hàng này thì em bán là 150 một bụi nhá các nhá. 150 một bụi hôm nay thì sum xuê nhiều thân, nhiều giả hành như thế này. Cập bến một lô đen rũ mắt đen. Đen rũ mắt đen với mặt hoa của nó là màu hồng cánh sen. Ai đã từng chơi cái dòng hàng này rồi thì rất là mê mệt bởi vì cái hoa của nó bông to, sai hoa. Và đặc biệt là nếu mà so với những dòng hoa lan mà dễ chăm, dễ trồng thì nó thuộc dòng dễ chăm nhất rồi. Đó, và bụi của em hôm nay là bụi to nhá, trồng ở chậu phi to. Đây là hàng mới về thì em treo ở ngoài vườn. Em sẽ nhấc thử cho mọi người trước một cái giò xuống. Đây ạ, một cái giò của nhà em là trồng ở chậu phi to, phi 30. Và những cái chậu phi năn nhựa này ấy, cây của nó này mầm lên rất là nhiều, rất là khỏe. Bụi này là bụi to nhá. Lô trước này thì em bán là 380 một chậu thôi ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì lấy vườn này nó rẻ hơn. Cũng mức size chậu như vậy thôi nhưng giá rẻ hơn khá là nhiều.
Một chậu đen ru mắt đen, mặt hoa hồng cánh sen với mắt màu nâu đỏ đen này. Dạ, giá chỉ có 300.000 đồng một chậu thôi ạ. Hàng số lượng hôm nay thì về rất là nhiều và đảm bảo các bác là chưa một cái lô hàng nào đen rũ mắt đen giá lại rẻ như thế nhá. Hàng bao đẹp luôn cho các bác. Đấy, hàng bao đẹp. Khi mà lựa đi thì em sẽ lựa cho bác những chậu to mà hầu như đây là đều là những cái hàng chọn nhà vườn người ta tuyển chọn rồi. Quá là xuất sắc, rất là đẹp. Tiếp theo em giới thiệu các bác một cái dòng hàng kim điệp đột biến, đó chính là dòng kim điệp mắt đỏ này. Cái hoa của nó bông to, nó to hơn dòng kim điệp xuân, nó phải gấp 3 lần cái mặt hoa của dòng kim điệp xuân. Hoa của nó màu trắng sữa với mắt của nó màu đỏ rất là đẹp. Hiện tại thì hàng một số cây đang có nụ hoa, một số cây đang nhú nụ nhá. Chậu trung bình tầm 3-4 thân, tầm 3 thân dài hoặc là 4-5 thì thân nó ngắn hơn một chút xíu. Và giá em bán là 190.000 đồng một chậu. Hàng này là kim điệp đột biến mắt đỏ nhá. Cái dòng kim điệp thông thường này hoa nó rất là bé, nó chỉ bằng một cái cánh hoa của loại này thôi. Nhưng mà riêng dòng này thì hoa của nó bông nó to. Đấy, nhìn rất là mê, màu trắng sữa, rất là đẹp. 190.000 mua 2 chậu em tính 170. Ngày trước cái giống này nó đắt, nhà vườn người ta không bán thông dụng như vậy đâu. Lô này là em nhập số lượng nhiều nên bây giờ vẫn còn dư hàng này ạ. Tiếp đến hôm nay thì em có dọn trên vườn một số những giò tam màu sắc hàng thuần. Và hiện tại thì rất là nhiều nụ hoa để các bác chơi hoa luôn vào thời điểm dịp tháng 4, tháng 5 này nhá. Tam màu sắc dòng tháng 4 và hoa thì rất là thơm. Những cái chậu này thì ghép cũng khá là lâu, dễ bám, khá là chắc vào giá thể. Tuy nhiên thì do thời gian lâu quá thì một số những cái cục gỗ thì nó có vẻ nó sẽ hơi mục đi một tí. Bởi vì ngày xưa ghép vào gỗ nhãn, và để mà ghép từ gỗ nhãn mà nó chuyển mục này thì cũng là bao nhiêu năm rồi rồi ạ. Do là hàng thuần sẵn nên là bây giờ các nụ của nó lên rất là đẹp. Đây là cây lá xếp, xếp V. Em sẽ đi qua lần lượt từng giò báo giá chi tiết các bác nhé. Giò này em ký hiệu là mã B5, 330.000. Đây cái nụ hoa của tam màu sắc đang lên này. Rất là nhiều nụ nhé mọi người. Đấy, có những nụ này mới nhú ở trong kẽ này thôi. Đấy, những cái nụ mới nhú trong kẽ này. Có những nụ thì nhìn rõ rồi. Giò này 330.000. Đây là em đếm số lượng cây nhé. Này, cây này đang nụ hoa này. 1, 2, 3, cả to cả nhỏ này. 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. Rất là 11 cây, cả to cả nhỏ nhé. Bụi này thì gỗ cũng khá là chắc. 330.000, đây là B5, B4, 290.000. Bụi này cục gỗ nó khá là to, nặng. Đang mà sắc thì có 1 cây này, 2 cây này. Đây, nụ dài chưa? 3 này, 4 này, cây này đang nụ này. 5 này, cây này đang nụ này. 1, 2, 3, 4, 5 này. 6, 7 này. Đằng sau đây có 3 cây nhỏ là 10 cây. Nghĩa là tổng cả chung cả vừa cả nhỏ là 10 cây, 290. Về các bác tỉa tốt thì những cái rễ nhé. Bởi vì cũng có những cái rễ nó khô, để lâu nó khô đi ấy, nó lại sinh rễ mới. B3, 300.000. Bụi này thì chắc về các bác phải dùng một thời gian rồi. Các bác bỏ ra giá thể khác rồi, nó gỗ nó mục rồi, ghép lâu lắm rồi. Này, nụ hoa bây giờ này, đẹp chưa? Một cây này đang nụ này, hai cây cũng đang nụ này, ba cây này, cây này cũng đang hai nụ này, bốn này, năm cây này, hai cây nhỏ ở đây nữa, 6-7 cây, cả to cả nhỏ. 300.000, rất là nhiều nụ, lá bóng mượt. B6, 340. 1, 2 này, 3 cây này, 4 cây nhỏ, 5 cây, 6, 7 cây, 8 cây, tổng 8 cây. Những cây to hầu như là lăng nụ hết rồi. Đây, trụ này 340 này. Em quay sát nhé, tại vì không có ai cầm. B2, 320.000. Đây, bụi này thì về chắc là một số cây đang rời gốc ra đây. Về ghép buộc lại cho em. Nụ hoa đẹp chưa? Lá dày. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tầm 9 cây cả to cả nhỏ. Giờ này em bán là 320.000. B1, 290. Cái này về, cái này nó rời ra nhiều lắm. Nhưng mà toàn cây lá xếp đẹp, nụ nhiều. Đây, cây này cũng hai nụ này. Một nụ, hai nụ. Cây này phải ba nụ. Cây cũng xếp về rất là đẹp luôn. Đây, 3, 4, 5. Đấy, to tròn này các bác.
Cả to cả nhỏ 290. Giò này về cỗ này nó hơi mục rồi nhá, về có thể chơi xong thì mình ghép sang cỗ khác. B8 320. Nụ hoa đẹp chưa? Một cây này, đây, nụ dài 2 cây này, 3 cây. Cây nào cũng có nụ này, 4 này, 5 này, 6 này. Đằng sau đây là một cây đó là 7, với cả một vài cây nhỏ nữa, 89 gì đó. 320.000. Và cuối cùng nữa, đây là giò B7 330. Dài nụ bắt đầu dài rồi. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 cây, 330.000. Cái này có hai cây này, có hai cái nụ dài. Đây một nụ dài nữa đây. Đấy. Lấy nụ tầm này về là vừa. Nụ to quá thì gửi đi xa nó hơi sợ, khó đảm bảo. Tiếp theo là Dendro bò blue, em còn duy nhất 3 chậu nhá. Hàng này hàng Tết em bán 650 một chậu, nhưng hôm nay thì em sẽ thanh lý cho các bác với giá 480 đến hơn 500.000 một chậu. Giá giảm đến hơn 100.000 một chậu rồi. Và lưu ý giúp em là tiền cước đối với những dòng chậu to này, có những thân nó phải dài tầm 8-90 cm sẽ đóng vào thùng to. Nên là kích thước cao to và thùng hàng nó to thì giá cước nó sẽ thay đổi nhá. Nó không phải mặc định, nhiều bác đặt hàng thì cứ nghĩ là đơn hàng nào cũng mặc định 30.000 tiền ship. Thế ví dụ đặt một cái cân đơn hàng 1 cân với đơn hàng 10 cân nó cũng 30.000 tiền ship, thì không một bên vận chuyển nào họ sẽ đồng ý vận chuyển cho khách hàng nhá. Nên là các bác cũng phải có lý một tí. Bởi vì sao em nói câu chuyện này? Bởi vì có một cái đơn hàng em gửi đi Sơn La, đơn hàng của bác ấy rất là to. Đơn hàng của bác cây ấy còn có hoa cơ, cây có hoa còn đến đây cơ. Khi đóng vào thùng nó phải rơi đến tầm mét hơn, mét 2. Và đến nơi hôm nay thì nói thật, nói chuyện với khách hàng như kiểu là cãi nhau. Mà bên em nói chuyện rất là thiện chí, nhưng khách hàng nói chuyện một cách băm bổ vào mặt cái người mà người ta gửi hàng. Mà trong khi đó thì bên em ấy gửi hàng thì chúng em không được một chút lời lọc nào về cái độ tiền cước của khách hàng cả. Còn bên vận chuyển người ta tính thì đôi khi có những đơn hàng nhỏ thì không sao, đơn hàng to người ta tính theo kích thước, độ cồng kềnh, bên em không thể kiểm soát được. Và trong quá trình trao đổi thì bên em rất là thiện chí, có thể hỗ trợ tiền cước cho khách hàng. Nhưng mà bác thấy một cái đơn hàng cây to đùng như vậy, đóng vào thùng to đùng, mét 2, mét 3 như thế, mà bác ấy bảo chỉ bảo là các bác nhận hàng chỉ trả có 30.000 tiền ship. Các bác bảo ở đâu có 30.000 tiền ship một cái chậu cây to từ đây về Sơn La, từ Hải Dương về Sơn La. Mình nói cái gì nó cũng phải có lý một tí. Cái lỗi bên em là nhân viên họ không báo cước cho khách hàng trước để mọi người chuẩn bị tinh thần. Còn cái cước 30.000 nếu mà khách hàng nói ngay từ đầu thì bên em đã không nhận hơn đối với những đơn hàng như thế rồi. Đấy, hôm nay nói chuyện mà thực sự các bác là chảy nước mắt. Vì khách hàng thật sự là quá đáng. Và tiền cước người ta tính công nhận là cũng rất là cao. Đối với những cái đơn hàng này thì bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là những cái chậu to như thế này. Các bác vui lòng cộng thêm cho em 70.000 tiền phí ship một chậu nhé. Nếu đặt hàng cộng vui lòng 70.000 tiền phí ship. Tại vì đơn hàng hôm nay thùng hàng này nó phải rơi tầm 100.000, hơn 100.000 tiền phí ship cơ. Còn đâu bên em sẽ bù. Đấy, nói rõ trong video để các bác đặt hàng. Bởi vì giá một chậu này đã giảm giá từ 650, bây giờ còn 550 này, đã giảm giá đi 100.000 rồi. Anh mua hàng gì anh? Anh vào đi, tí em nói chuyện này. Em đang quay video. Em gọi đây là chậu C1 này. Đang lên 2 mầm tơ này, 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 thân tơ chưa hoa nhé, còn những thân này ra hoa đầu ngọn, còn đâu những nách này chưa hoa này. Giờ này bán 480 rồi này. Cộng vui lòng cộng 70.000 tiền phí ship cho em nhé. Giờ C2 550, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân tơ. 9 thân hoa. Đây đang lên một mầm nữa là 550 này. Chứ dòng Dendro blue, màu blue hoa đây nó còn lên ở diều cái lách này nữa cơ. Và C3 cũng 550. 1 2 3 4 5 6 7 thân tơ. Đây chọn thân này đang có nụ hoa này. Đấy, lên hoa đây giờ lên lách này mà rất là nhiều những lách đang sưng nụ. 550 cái giò này nhá. Có duy nhất 3 giò thôi. Tiếp theo thì nhà em vừa về mua thêm một cái lô hàng kiếm giống các bác nhá. Kiếm giống thì như đợt vừa rồi thì em cũng bán số lượng cực kỳ nhiều luôn. Và như các bác đã thấy rồi, nhà em thì có phân theo từng mã. Và khi gửi đi thì mỗi cây nó sẽ có một mã riêng, và em sẽ ghi tên cho các bác thành bò riêng. Và đây là những cái hàng cây giống gieo hạt.
trồng ở trong cốc nhựa. Tuy nhiên thì cây cũng đã phát triển khá là to. Dòng này thuộc dòng bản lá láng và bản lá rất là to đẹp. Cây hôm nay, một cây này thì em bán với giá chỉ có 35.000 một cây thôi. Và mua từ 10 chậu bất kỳ bên em miễn phí ship. Đấy ạ. Mỗi khay sẽ là một mã khác nhau, và khi gửi đi thì em sẽ đánh tên cho các bác vào thành bầu, và em sẽ đọc cho các bác danh sách bảng mã kiếm của nhà em. Ngày hôm nay mua 10 cây tức là 350.000 là các bác được miễn phí ship về tận nhà nhé. Mã 1 tương ứng với Phan Chí đây. Mã 2 xanh Huế, mã 3 vị hoàng, mã 4 vàng Tây Ninh, mã 5 vàng Củ Chi, mã 6 khang Hồng Kiếm, mã 7 hồng Vân Giang, mã 8 Mai Tiên Vũ, mã 9 Bạch Ngọc, và mã 10 là Hoàng Đế Bla. Kiếm giống là 35.000 đồng một cốc. Đó. Tất cả những mã này chỉ có 35.000 đồng một cốc thôi. Lô kiếm năm nay thì cây nó to hơn năm ngoái, nó phải gấp rưỡi. Giá thành nó vẫn giữ giá cho mọi người luôn. Có những cây kiếm này nó tương đương với cây 60.000 hiện tại đang bán. Đấy, tương đương với cây 60.000 ấy, nhưng mà người ta trồng trong cốc giống. Hàng này dễ lên rất là khỏe, về phải cho sang bầu mới thì nó phát triển mới nhanh. Dòng kiếm đi hoa rất là đẹp. Đây là dòng gieo hạt, có 10 mã, 10 loại bất kỳ. Và hôm nay thì con có về một cái loại rất là độc lạ của dòng Thiên Nga. Dòng này Thiên Nga của bên Thái nhé, nó sẽ khác những cái dòng Thiên Nga củ của mình, củ mà bình thường các bác mua. Chậu này chậu khá là to như thế này. Đấy, và mặt hoa của nó thì rất là lạ, độc lạ. Đấy, bụi là lùm thì nhiều thân chưa. Và loại này thì em đính kèm mặt hoa nhé. Tại vì gọi Thiên Nga này thì gọi là Thiên Nga hàng mới về, hoặc là hoàng hàng độc lạ đi. Tại vì em cũng chưa hỏi nhà vườn là cái tên gọi của nó là gì. Nó tên gọi là tên tiếng Anh cơ. Và cái mặt hoa của nó khá là hấp dẫn. Một chậu to như vậy, nhiều giả hành như vậy, em bán là 200.000 đồng một chậu. Đây là Thiên Nga, gọi là Thiên Nga mới về nhá. Thiên Nga dòng mới nhá, dòng mới, em gọi là Thiên Nga dòng mới. Đây những chậu Sơn Thủy Tiên hoa màu vàng, rất là siêu hoa nhá. Chậu hôm nay thì chậu thuần sẵn rồi. Và một chậu nó lùm, nó nhiều thân này, mầm gốc này, mầm tơ lên rất là đẹp. Và một chậu lùm nhiều thân này thì bên em xin phép bán với giá là 220.000. Về các bác chỉ việc là treo cái móc này lên thôi. Và dòng Sơn Thủy Tiên ghép vẫn sẵn vừa rồi thì các bác rắc thêm cho em ít phân tan chậm nhé. Nó dễ chăm, dễ trồng và rất là dễ sống. Đặc biệt là hoa của nó thành từng chùm rất là siêng. Đấy, 220.000 đồng một chậu thôi ạ. Anh Thảo đuôi gà dẹt hàng thuần nhé. Em còn 3 chậu gà dẹt này, hàng thuần rất là đẹp này, bước luôn. Hàng này thì em bán là 220.000 đồng một chậu. 220.000 một chậu. Chậu này thân cao thì nó ít thân hơn hai chậu kia. Cây cũng đang trong tình trạng chuẩn bị cắt ngọn ạ. Tiếp theo là Lan Thanh Tuyền ạ. Dòng Lan Thanh Tuyền này thì nhà em là về cái chậu bụi cây to. Cây là cây mẹ con hoặc cây sinh đôi. Một chậu thông thường nó gồm hai tép như thế này. Và cây củ giả hành rất là to trưởng thành. Loại này là loại xay to nhé. Có những dòng Thanh Tuyền thì loại xay nhỏ, cây nó chỉ bé xíu thôi. Hôm nay thì Lan Thanh Tuyền về rất là đẹp, giá em bán là 170.000 đồng một chậu. Dòng này hoa màu vàng thơm và cây của nó khi già gỗi ạ, thì cái vòi hoa càng dài. Đặc biệt, một điều đặc biệt là hoa của nó khi nở thì nó sẽ không bị rụng lá như dòng Thiên Nga. Mai đỏ nhà em thì cũng còn dư ra tầm khoảng gần 50 cây mai đỏ là hết hàng nha các bác nhé. Trong vườn bây giờ chỉ còn gần 50 cây mai đỏ thôi. Hàng thì em bán từ Tết đến giờ cũng phải hàng nghìn cây rồi. Và đây ạ, sót lại một vài bông hoa để các bác ngắm được cái độ hoa của nó. Màu hoa đỏ đậm với cánh kép rất là đẹp. Hàng hôm nay thì em bán cho các bác là hàng giống với giá thành rất là mềm. Và thứ hai là cây hiện tại nó đang lên mầm rất là đẹp như thế này. Và hôm nay thì em bán là 180.000 đồng một cây. Và các bác mua một cặp 2 cây, em sẽ miễn phí ship về tận nhà các bác nhé. Mai đỏ là một cái dòng hàng mà chơi Tết được rất là nhiều mọi người quan tâm. Và hiện tại là đang khá là phổ biến hiện tại ở trên... ở Việt Nam mình rồi. Và hôm nay những chậu hoa mai đỏ này rực rỡ, tiếp tục là sắc xuân. Một số cây bây giờ vẫn còn đang đớm đớm một số cái nụ này. Đấy, tiếp tục còn đang đớm cái nụ này. 350.000 một cặp bao ship, còn mua lẻ là 180.000 một cây. Còn duy nhất hai cây mai đỏ lục bình. Hàng mai đỏ lục bình, chiều cao trung bình tầm 1 mét đổ lại. Hiện tại thì cây của nó đang lên cực kỳ nhiều mầm chồi. Đây là cây ghép từ rất là nhiều, kết từ rất là nhiều những cái cây nhỏ khác nhau, dáng lục bình. Và một chậu mai đỏ lục bình này em bán là 350.000 đồng một chậu. Còn duy nhất hai chậu thôi. Mộc lan, bác nào có nhu cầu mua mộc lan thì giá em bán cây hiện tại ở vườn là 800.000 một cây. Cây lên rất là nhiều lá và cây cao tầm 2 mét. Mộc lan có duy nhất 4 cây. Ủa ôi, đẹp chưa? Mộc lan là dòng nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Tiếp nữa là những cái cây mộc hương ta nhé. Mộc hương ta vừa rồi cái đợt nụ hoa nó vừa nở xong nó tàn, vài bữa nữa lại lên hoa. Cây của nhà em cao, cây cao tầm khoảng 1m3, 1m rưỡi.
Cây cao to này em bán là 220.000 một cây. Các bác lưu ý là giá này là giá của cây loại cây tao. Còn nó cả ngoài thị trường có cả cái dòng cây nhỏ hơn thì nó rẻ hơn. Mộc hương ta này có 220.000 này. Cây cao đẹp. Hibiki ạ, những cái chậu hibiki siêu nhiều thân như thế này. Hàng hôm nay thì đây bụi của nó nhiều thân, rất là đẹp nhá, đang lên mầm gốc các bác nhá. Hàng này thì hoa nở quanh năm. Hibiki em bán là 100.000 một chậu nhá. Hôm nay thì còn ít, em bán là 100. Giá bình thường là 120. Cây lùn lùn chưa đến một găng tay đâu ạ. Samene là những cái dòng hoàng thảo ở Thái Bình, hoa màu vàng có mắt màu đen. Hoa vàng mắt đen, dòng hoàng thảo Thái Bình của bên Thái Lan. Hoa rất là đẹp. Một chậu như vậy em bán là 150.000 đồng một chậu. 150.000 đồng một chậu hoàng thảo Thái Bình hoa vàng. Bác nào mua 3 chậu bên em miễn phí ship nhé. 3 chậu 450 miễn phí ship. Hàng này hoa của nó siêng, dài, bông to, đẹp. Da da mini, những cái bụi da da rất là lùm này, rất là đẹp, nhiều thân. 50.000 đồng, 60.000 đồng một chậu da da mini. 60.000 nha các bác nhé. Giá cũ là 70.000, nay bán 60.000 một chậu. Phi điệp tím Lâm Đồng ạ, những cái bảng phi điệp tím Lâm Đồng hiện tại đang lên mầm gốc. Đây ạ, một bảng của nó thì khá là nhiều thân tơ. 190.000 một bảng, lấy hai bảng em tính 170.000. Đây. Nhặt cho các bác những cái chậu mà nhiều thân và đang lên mầm gốc đẹp nhé. Em có 3 cái chậu trầm biên vàng đang sưng nụ rất là đẹp. Này, trầm lá biên phát tài hàng ươm ki nhá các bác nhá. Nụ hoa của nó tím đậm luôn. Và loại này thì thơm, nước mũi, hoa nó tím lịm đấy ạ. Giò này thì mỗi giò em bán là 120.000. Đây là dòng trầm lá biên. Trầm lá biên đấy ạ. Cái lá biên đột biến đấy ạ, 120.000. Nó xuống lá thôi, vài bữa nữa nó sưng mầm gốc. Đây vẫn còn một số những cái lá mầm gốc rồi, các bác nhìn cái lá biên vàng. Nó biên nó rõ hơn, lá gốc nó không thể hiện rõ được cái độ biên của nó ạ. Lan cát củ tỏi nhá. Em còn vài chậu, hôm nay thì bán sale cho bác 150 một chậu này. Giá cũ là 180. Dòng này hoa của nó rất là thơm, nở quanh năm. Đấy, đây là dòng lan cát củ tỏi. Đối với lan rừng thì nhà em hôm nay thì về thêm rất là nhiều dòng là hàng lan mới. Và em sẽ đi qua từng loại báo giá chi tiết đến các bác. Lan rừng thì đầu tiên thì em có bán lẻ nhé. Mọi người có thể mua số lượng ít một, tầm khoảng vài ba lạng hoặc là nửa cân, một cân tùy thích. Hàng thực tế tại cửa hàng. Đầu tiên là cái lô hàng đùi cà dẹt này. Cà dẹt thì mùa này thì đang vừa qua mùa hoa rồi. Đây đang vẫn nở qua một số những lần hoa này. Cà dẹt hàng này em bán là 190.000 một cân. 180.000 một cân nhớ nhá. Cà dẹt hôm nay em bán giảm giá, hàng rất là đẹp. Mới về em bán 180 này. Kim điệp nhựa hay kim điệp sáp ạ. Hàng này thì hoa bền, độ bền cao. Cũng 180.000 đồng một cân. Hàng này hoa bền nhá, chơi đến gần 2 tháng. Hoa rất là thơm. Còn bên đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân từng rề mà đang lên mầm gốc này. 150.000 một ký kim điệp xuân. Em có ít cái hàng vẩy rồng này, em bán 100.000 một cân này. Chắc có tầm nửa cân thôi ạ. Sang bên đây đó chính là báo hỉ ạ, 130.000 đồng một cân và 50.000 một bó. Kiều môi tua, một dòng kiều hoa màu vàng rất là sai hoa và họng tua rua, 170.000 đồng một ký ạ và 50.000 một bó. Hạc vĩ là một dòng hàng dễ ghép, dễ trồng và dễ chăm. Hàng này xì sai hoa, hoa đẹp, 180.000 một ký và 50.000 một bó. Em sang cái lô hoàng phi hạc này. Thân của nó rất là mập. Hàng rừng thì vừa qua mùa hoa, 120.000 một ký thôi ạ. Thân rất là mập nhé, lô này thân mập. Về thêm một lô vanda lá kim. Vanda kim này thì hoa của nó thì sai hoa mà nở quanh năm. Đặc biệt dòng này chịu nắng cao. Và các bác cứ ghép, không cần giá thể, không cần phải, chỉ cần buộc lên những cái cột nó cũng lên bình thường. Đẹp lắm. Hoa của nó nở quanh năm cơ. Dòng Vanda Kim này em bán là 160.000 đồng một cân và 50.000 một bó nhé. Đó, dòng Vanda Kim. Cái này thì ngày trước, cái Vanda Kim này người ta gọi là lan cành dao. Hàng này thì trước đây vẫn bán theo cành. Người ta bán là mỗi cái cành này tầm khoảng 7.000 đến 10.000 này. Giờ lô đợt này thì rẻ nên là nhập theo lô, bán theo cân. Một cân của nó phải rơi tầm 30 đến 40 cành đấy ạ. Long tu đá tím ạ. Long tu đá tím thì thân của nó rất là dài. Và hoa của nó màu cánh sáp màu tím. 200.000 đồng một ký nhé. Và 50.000 một bó. Em sang cái dòng ý thảo 3 màu đang lên mầm này. Hoa 3 màu, 170.000 đồng cân. Kiều vàng vừa về một lô hàng rất là đẹp. Kiều vàng 200.000 đồng một ký.
dòng kiều vàng thì hoa nở, hành từng chùm, vòi dài siêng hoa, 200.000 một cân. Tiếp theo là trồn tím ạ. Trồn tím hay là cáo đỏ, hàng này chỉ phân bố ở một số vùng như bên Lào thôi. Và em bán là 220.000 một cân. Cây của nó vừa nhỏ thôi, nó không có cây to. Cây to thường nó rất là xấu. Hoàng thảo vôi 220.000 một cân, chỗ này có tầm nửa cân thôi. Tiếp nữa đó chính là chuỗi ngọc, hoàng thảo chuỗi ngọc 200.000 đồng một ký nhé. Ngọc thạch ba màu, lác đác một số cây ngọc thạch ba màu vẫn còn đang nụ nhưng mà thân của nó thì vàng óng luôn, 170.000 đồng một ký. Kèn ạ, đây ạ, hoàng thảo kèn, hàng này hàng trồng vườn và đây mặt hoa của nó cũng khá là biến thiên sang cái mặt hoa của nó rất là độc lạ nhé. Loại này thì em bán 50.000 một nạng. Kèn này về các bác trồng làm giống này, lấy giống và hiện tại vẫn còn đang một lác đác một số nụ hoa. Kiếm ạ, kiếm này là kiếm Quảng Nam, hàng thì nó hơi mất nước một tí, em bán 80.000 một cân, 150 được 2 cân. Hoàng thảo xoắn ạ, 300.000 một cân, toàn hàng dề thôi ạ. Long tu đá hoa trắng 120.000 một cân, thân mập đang lên mầm gốc nhá. Trúc Phật Bà 45.000 đồng một lạng, em có một bó này thôi ạ. Tiếp theo đó chính là hoàng thảo u lồi 220.000 một cân, đang lên mầm vừa qua mùa hoa. Hàng u lồi thì hoa cũng khá là đẹp. Long tu xuân ạ, hàng rừng, nó có cả thân ngắn và thân dài. Bắt đầu lên thân dài thì được ít mầm, còn thân ngắn thì được nhiều mầm hơn. Loại này thì em bán là 200.000 đồng một cân và 50.000 một bó nhé. Tiếp theo là trầm vàng, cái lô trầm vàng. Lưu ý là thân trầm vàng này, hàng thân già nó sẽ teo như thế này này. Nhiều bác nhận trầm vàng, nhiều bác mới tập chơi, các bác bảo là cây nào nó bị hư, bị thối thì không đúng. Mầm đang lên rất là đẹp, trầm vàng bản chất của nó khi thân già nó sẽ teo đi, trông nhìn nó như là những cái thân teo, trông nhìn nó rất là rất là khó nhìn. Nhưng kiểu bản chất cây nó như thế này. Đấy, con mèo xinh chưa. Đó, thì trầm vàng này em bán là 40.000 đồng một lạng nhá con nhá. Mầm lên rất là đẹp. Đầu xuân thì đang lên bật mầm, có những lô hàng trong năm thì nó chưa lên mầm, nó thân nó già nó xấu lắm, nó không được đẹp như này đâu. Mà hàng rừng thì nó không thể mướt mát được như là hàng thuần. Đấy, nhiều bác có một bác nhận hàng trầm vàng, bác bảo là cây của nó sao khô thế. Thế là bác hồi của em một cái đơn hàng, nhìn kỹ tình trạng cho em nhé. Hàng nhà em thì bán hàng không tưới nước, hàng thì giữ nguyên tình trạng hàng từ khi dân khai thác về, nên là hàng gửi đi đảm bảo các bác là khô ráo, vệ ghép lên thì ổn định luôn. Về một lô trầm tím rừng Lào ạ, hoa tím đậm, một số cây bây giờ đang nụ, một số cây thì bây giờ nó đang bật mầm. Trầm Lào thì có cả khóm to và khóm vừa nhỏ này. Loại này thì em bán là 150.000 một lạng nhé. Trầm rừng Lào thân nó sẽ cong cong như này, đấy, nó không phải trầm Myanmar. Trầm Myanmar thân nó mập hơn và nó thẳng lắm. Đấy, đang lên mầm, về ghép giúp em 150.000 một lạng, các bác có thể lấy 1, 2, 3 lạng để làm giống. Thảo Hương Duyên ạ, Hương Duyên này em bán là 100.000 một cân đi. Hương Duyên có ít thôi. Và vừa về một cái lô hàng kiều tím này, kiều tím miền Trung này, bản lá dày cộp, thân của nó rất là nhiều thân hoa, lá rất là dày, có cả thân dài, thân lùn và thân trung. Nói chung là hàng thân lùn rất là đẹp, hàng nhiều lá. Lô kiều tím nhiều lô về nó trụi lá, nó không được đẹp như thế này đâu. Và kiều tím nhà em thì hàng chọn giá là 370.000 một cân. Bác nào lấy 2 cân thì em tính cho bác là 350 một ký. Kiều tím này dòng kiều nó dễ trồng, dễ chăm mà vòi dài, đẹp như nàng kiều đấy ạ. Tiếp đến em xin phép lên cho mọi người những chậu hoàng phi hàng thuần nha các bác nhé. Đây là hàng rừng thuần lên và nhà vườn người ta thuần lên những cái chậu hàng rất là VIP, rất là đẹp. Chậu này trồng một chậu to. Đây ạ, thân của nó mập đẹp và rất là nhiều mầm. Hoàng phi hạc hàng cân thì cây của nó khá là xấu, bởi vì thực ra là cũng vừa qua cái mùa hoa của phòng hoàng phi hạc rồi. Còn các bác mà mua những cái chậu thuần này thì đảm bảo các bác là về các bác chỉ việc treo lên và chăm sóc rất là đơn giản và dễ dàng thôi, mà giá thành nó cũng rất là rẻ. Em lên cho mọi người từng mã và báo giá như sau. Mã D1 này, mã D1 là một mã 230.000. Nói chung là những cái thân này rất là mập nha mọi người nhé. Nhiều khách hàng nhận hoàng phi hạc nhà em thì đều rất là khen, chưa thấy ai chê những cái chậu hoàng phi hạc này cả. Một chậu to đùng này mà người ta thuần gần 2 năm rồi mà 230.000 thôi. Hàng cân thì tỷ lệ thân dài nhiều, các bác về ghép để lên những thân tơ nó về mất gần 2 năm rồi. D2 220.000. Chậu này siêu nhiều thân tơ, nó chỉ ngắn, thân nó ngắn ngắn thôi. Thì em bán 220. Đẹp mướt. D3 200.000. Chậu này cũng thân mập nhưng mà nó sẽ thưa thân hơn một tí.
Đây ạ, đang có nụ hoa này mọi người này. Đấy, đang nụ hoa đấy ạ. Rất là nhiều nụ, những cái thân tơ thắt ngọn này này. Đang chuẩn bị xuống lá để chuẩn tới năm sẽ lên cái mùa hoa mới nhé. Đẹp lắm, 200.000 D3. Tiếp đến là mã D7 ạ, 220.000. Đó, một chậu hoàng phi hạc rất là đẹp, nhiều thân. Họng của nó là họng cây hoa có màu trắng và họng màu vàng tươi nhé. Đấy ạ, cây trắng họng vàng tươi, bói vào bông cánh sáp rất là đẹp. D9 230.000. Bụi này cũng rất là nhiều thân, tơ sum xuê luôn. D8 230.000. Cũng là hoa màu trắng và họng màu vàng. 230. Thân tơ mập chưa? To đùng luôn. Tiếp theo là D11 230.000. Họng này thì hoa trắng, họng xanh. Bởi vì hoàng phi hạc hàng rừng nó nhiều mặt hoa lắm các bác. Cũng 230.000 nhá. Họng màu xanh. D12, chỗ này thì vừa họng vàng và họng xanh nhá. Đây, hoa màu xanh này. Còn bên này là hoa họng vàng này. Chỗ này cũng 230.000, cũng đang sưng nụ tiếp nhá. Đây, cái những cái mắt nụ đang sưng tiếp này. 230. Chỗ D13 cũng 230.000. Chỗ này thì họng vàng. Rất là đẹp. Ôi giời ơi, cái bụi nó to lắm. Đây em đi ra bên ngoài đây cho các bác xem cái hàng kg nó sẽ như thế nào. Đây xách thử một cái chậu hàng thuần nhé. Đây xách thử một chậu hàng thuần sang đây. Còn đây là hàng kg của hoàng phi hạc này. Đấy, nó vừa qua mùa hoa cái hàng phi hạc hàng kg này. Thân nó sẽ già, nó rụng hết lá, nó sẽ hoa này. Cái này thì em bán 120 một cân. Nhưng các bác thấy trồng lên để một cái chậu mướt đẹp như vậy, 230 mua 120 một cân thế này thì mình nếu mà có thời gian thì mình ghép. Còn nhiều bác thì muốn dùng cái đồ sẵn luôn ấy thì mình chơi cái hàng thuần này. Lên mầm gốc rất là đẹp. Mà sợ nhất là những bác mới tập chơi chưa biết chăm thì mình cứ lấy những cái hàng chậu thuần này thì quá là hợp lý. Bởi vì em cũng phải lựa nhà vườn người ta chăm đẹp thì phải lấy thì những cái lô hàng có những lô hàng nhà vườn người chăm nó không đạt. Cây nó còi, nó nhiều thân già, nó xấu không được như này đâu ạ. Đến là một số những dòng hàng thuần hàng hình nhá. Em chia hình theo từng mã này. Các bác đọc hình nào chốt đơn hình đấy thôi em này. Em lên cho mọi người mã đầu tiên là mã A1. Là một chậu đen Roson. Chậu đen Roson này là chậu đen Roson màu tím. Đây, tím đậm luôn nha các bác nhé. Màu tím đậm này. Đấy, mở cho các bác xem cái cánh của nó này. Đấy, bác nào chưa có mặt hoa tím đậm với họng màu tím đậm này thì có thể chốt cái chậu này. Chậu này là 200.000. Chậu số 2, A2 cũng 200.000. Cũng đen Roson màu tím đậm. Có hai duy nhất hai giò tím đậm. Đấy, 200, nhiều thân. 6 là một lô combo gồm 3 khóm. Đây là thập hoa 1. Đây, đang sưng nụ. Thập hoa này đang sưng nụ. 1 khóm này. Khóm thứ 2 này. Rễ thứ 2 này. Rễ thứ 3 này. Đấy, đẹp chưa? 3 rễ này 90.000 là được một giò hoa lan đẹp. Đây A16 này. Đây là những cái chậu trâu như lưỡi bẹt. Những cái gốc trâu như lưỡi bẹt này. Mặt hoa sổ ra đây. Đấy, mặt hoa sổ ra đây. Với cả có cả trâu như mắt hồng xước nữa. Mắt xước nữa. Đây, lưỡi nó màu hồng hồng. Đấy, loại này thì em bán với giá là 150 một chậu. Còn vài cốc em bán 150 một cốc. Bây giờ các bác chủ yếu nào chăm để chăm cái mầm gốc. Chậu có trung bình tầm 1 thân, 2 thân. 2 thân tơ. Thực ra thân tơ thì cũng có thân là đã ra hoa rồi thì gọi là thân thôi. Đấy, chậu một chậu như thế này là 150. Còn vài chậu. Bên đây là những chậu 5 cánh trắng họng hồng, thanh lý. Mặt hoa của 5 cánh trắng họng hồng hàng chuẩn bông ạ. Đây cái bông hoa của 5 cánh trắng họng hồng này. Bông chuẩn chỉnh hoa. Và chậu là một thân và đang có mầm gốc như thế này. Cái này về lấy giống thôi nhá. Tại vì bây giờ qua cái mùa hoa của nó rồi. Tức là có một thân và đang lên mầm gốc nhỏ xinh. Thì 80.000 một chậu ạ. Các bác mua một cặp là 150 một cặp. Hoặc mua chậu hai thân là 150 một chậu. Chậu một thân là 80.000 một chậu và 150 một cặp. Ví dụ như chậu này là một chậu 150 một cặp đôi trồng trong một chậu. Một lô hồ điệp thanh lý nhá. Thanh lý những cái chậu mà cắt ngồng hoa như thế này mà cây cốc 3.5 đẹp như thế này. Cốc 3.5 đẹp nó nhiều màu như vậy. Đấy. Đây có cả dòng cây to này. Dòng này là trước đó là em bán hàng Tết nhưng mà do là chơi hoa xong thì bây giờ nó tàn hoa mất rồi. Thì những cốc này em bán là 50.000 một cốc. Bác nào mua 5 cốc em tính 45.000. Đấy, cốc 3.5 nó nhiều màu nhá. Cái màu có màu thì dòng lá mít, có màu thì dòng lá dài. Hàng này thì cắt ngồng rồi. Còn loại thứ hai
là cái loại hoa màu vàng này. Vàng này hôm trước là bán 100.000 hàng Tết. Giờ thì lác đác một số cây còn hoa, một số cây thì không hoa. Loại này thì em bán 70.000, cốc 3.5 màu vàng. Vàng nó đắt hơn. Còn một màu nữa, màu này là màu độc lạ này. Duy nhất chỗ này đang ngồng hoa, nhưng chắc chỉ chơi được vài bông thôi, nụ hoa nó cũng thui rồi. Còn hình như còn một ngồng nhỏ nhỏ nữa. Chỗ này em bán là 100.000. Hồ điệp chớp này, hồ điệp chớp này em bán 100.000. Hôm nay thì em lại tiếp tục về thêm một số dòng cát mới. Và cát thì em cũng có phân màu hoa các bác nhé. Cát thì có chương trình là mua 3 bụi bất kỳ sẽ được miễn phí ship toàn quốc, các bác có thể gộp đơn. Và hôm nay thì những cái dòng cát này thì phân màu chuẩn hoa, và em sẽ đính kèm mặt hoa trên màn hình như mọi người. Bọt cát đầu tiên thì em xin giới thiệu cái mặt cát mới về. Người ta gọi là bên nhà vườn người ta gọi là cát cô gái Nhật đó. Hoa của nó thì rất là đẹp. Dòng này thì hoa cây của nó là dòng hai lá, dòng hoa theo từng chùm, dòng hai lá hoa chùm và rất là đẹp luôn. Đấy, màu này rất là đặc sắc và dòng mới. Vào dòng cát cô gái Nhật này thì em xin phép bán là 130.000 đồng một bụi. Cát chuẩn hoa. Đấy, có những bụi lùm rất là nhiều thân. Cát thì hoa nở quanh năm, 4 mùa. Cát kim cương xanh, hoa của nó một màu xanh ngọc rất là đẹp, màu xanh rất là yêu. Và cái bụi này là dòng bụi to các bác nhá. Hiện tại thì em thấy là một số cây đang lên mèo nụ. Đây gửi đi thì em đây, tình trạng cây này, một chậu nó sẽ nhiều thân, nhiều giả hành như thế này. Một số cây đang lên mèo. Gửi đi thì có thể là em sẽ gửi cho các bác mà bỏ cái bầu, bỏ cái chậu ra để đóng gói cho nó dễ dàng hơn. Bụi của nó rất là nhiều thân luôn. Cả một lô trên đây là dòng cát kim cương xanh, rất là đẹp. Vào chậu to này hôm nay ấy, em bán giá ưu đãi chỉ có 200.000 thôi. Thường những chậu to thì giá tầm 230-250. Nhưng hôm nay thì lô này số lượng nhiều, toàn cái dòng kim cương xanh. Và dòng này hoa nó thơm, thuộc dòng tuyết hoa thơm. 200.000 đồng một chậu cát kim cương xanh. Tiếp theo đó chính là dòng cát hai lá mang tên là cát đỏ chùm. Bụi này thì bụi của nó to, nhiều thân. Đấy ạ, một bụi to. Dòng này thì đang lên mèo nụ. Đấy, một số cây đang lên mèo nụ này. Bụi của nó thì bạt ngàn, thân của nó rất là nhiều. Và loại này thì em xin phép bán với giá là 150.000 đồng một chậu nhé. À, riêng cát thì em bao ship từ 3 chậu. Các bác có thể kết hợp bất kỳ 3 chậu cát trở lên. Hàng em đều là hàng tuyển chọn hết thôi. Đấy, dòng này thì thân lùn, hai lá và bụi của nó thành từng chùm, hoa thành từng chùm. 150.000 một chậu. Cát tiếp theo đó chính là màu vàng đổi màu ạ. Màu vàng đổi màu này thì hoa của nó đầu tiên nó sẽ nở, nó sẽ là màu vàng. Và sau đó một thời gian nó sẽ chuyển sang màu cam. Đấy, màu vàng cam đổi màu này. Cái này gọi là cam đổi màu. Cam đổi màu em cũng đã bán nhiều lô trước đây. Và hôm nay thì hàng mới tiếp tục về thêm. Bụi to, nhiều thân, 150.000. Đây, cam đổi màu này, bụi nhiều thân lắm. Đó, 150.000 một bụi. Cát cam đổi màu. Tiếp đến là dòng cát vàng nhá. Cát vàng của nó, bụi của nó cũng đang nên hiện tại thì cũng đang chuẩn bị mèo nụ. Bụi cát vàng cũng nhiều thân như vậy. Dòng này thì em bán là 130.000 đồng một chậu. Nó tùy dòng, nó tùy màu, nó sẽ có cái giá tiền nó khác nhau nhé. Cát này cát màu vàng tươi, duy nhất một màu vàng thôi. Đây mèo nụ đây. Đấy, dòng cát này thì hoa nở quanh năm mà bông của nó là bông to, dòng bông to. Và tiếp đến thì hôm nay em có hai cái loại dòng cát VIP. Và dòng này thì nói chung nó là một cái dòng hàng cát mặt hoa đẹp, hiếm có. Và số lượng hôm nay thì mỗi loại nó chỉ tầm khoảng hơn chục cây thôi. Đấy, tình trạng cây này đẹp chưa? Loại này thì nó không phải là những cái dòng bụi lớn như những cái dòng cát khác, bởi vì hàng sưu tầm thì thường là giá trị nó cao, cũng như là cây của nó như vậy là đã quá là đẹp rồi. Đấy, hôm nay thì có hai mặt hoa, đó chính là dòng bảy sắc cầu vồng, cũng như là một mặt hoa nữa thì đó là màu vàng với cánh viền chớp. Thì em sẽ quay đính kèm với mặt hoa như trên màn hình nhé. Cái màu vàng viền chớp thì nó cũng gần như là có màu sắc, nó cũng đa dạng, nhiều màu sắc. Thì em sẽ giới thiệu các bác tình trạng cây kèm mặt hoa cho các bác này. Đây là bảy sắc cầu vồng này. Đấy, bảy sắc cầu vồng, một chậu của nó cũng nhiều thân, đều là thân tơ cũng tương đối nhiều. Những cái chậu bảy sắc cầu vồng em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhé. Giá thị trường loại này người ta đang bán lẻ là 230-250 một chậu ấy ạ. Những cái hàng dòng cát này, dòng cát mặt hoa đặc biệt, nó giống như kiểu đột biến cho loại cát ấy, nó hiếm có, rất là ít khi có. Và từ hồi bán hàng thì hôm nay mới có. Đây là dòng bảy sắc cầu vồng. Tiếp theo là cái màu vàng chớp này này. Mặt hoa thì rất là độc lạ dị. Đấy, cây của nó cũng ít thân như cây kia thôi. Nhưng tiếng Anh nó là gold stem. Thì đấy, cái mặt hoa của nó thì đẹp, xuất sắc. Và một chậu này cũng 200.000 một chậu nhé.
Lưu ý những cái chậu này thì cây nó nhỏ, nhưng mà hàng mặt hoa sưu tầm thì giá nhập bao giờ nó cũng cao, giống như là Dendro cũng như là dòng phi điệp, nó những dòng đột biến nó khác nhau. Còn những dòng cát thường này dù nó bụi to đùng như vậy cũng có 150 thôi. Đấy thì mọi người cũng cân đối xem mặt hoa nào mình có rồi, mặt hoa nào chưa có thể bổ sung vào bộ sưu tập cát của mình. Bởi vì cát đó, mặt hoa của nó đa dạng nhiều loại lắm. Có khách hàng nhà em thì người ta bổ sung sưu tầm hẳn một bộ cơ, cứ màu nào mới là người ta mua. Đó, hôm nay thì rất là nhiều những mặt cát để các bác lựa chọn. Tiếp theo thì đến dòng thiên nga nhé. Thiên nga đây là những cái cây thiên nga trưởng thành rồi, đã có khả năng cho hoa và nhà vườn phân màu ra làm 3 màu. Và hôm nay thì mua combo, các bác mua một combo, một bộ 3 cây bất kỳ bên em miễn phí ship đối với dòng thiên nga này. Màu đầu tiên thì cái màu bán khá là hot đó chính là dòng thiên nga xanh. Cây thiên nga xanh thì cây cao, lá cũng to. Loại này thì là 150 một cây, màu xanh, xiêng hoa. Loại thứ hai đó chính là thiên nga màu nâu. Đấy, màu nâu này, cây của nó thấp lùn thôi nhưng mà cũng nhiều củ dạ hành trong một chậu, cũng 150.000. Và dòng cuối cùng đó chính là dòng thiên nga đen hay là ngọc trai đen. Loại này là cây bản chất, cây nó nhỏ nhất, nhưng mà trong top những dòng thiên nga thì dòng ngọc trai đen này ngày trước là những dòng hàng nó giá trị hơn, nó đắt tiền hơn. Nhưng bây giờ em cũng chỉ bán đồng giá với giá 150 thôi. Đấy, tùy từng cây từng màu thì độ cao, độ to, nhỏ nó sẽ khác nhau. Thì khi gửi đi em sẽ ghi tên cho các bác vào thành chậu như thế này, và đảm bảo các bác là cái hoa của nó thì nở chuẩn chỉnh cho các bác luôn. Đấy, dòng thiên nga khi mua từ 3 bộ 3 sẽ được miễn ship. Và tiếp theo là những dòng dendro. Ngày hôm nay thì em về thêm những dòng dendro với mặt hoa rất là đẹp và đáng sưu tầm nhé. Dòng hoa này là dòng hoa đặc biệt một chút. Đó chính là những dòng cánh chớp này, dòng cánh viền biên này, rồi là một số những dòng hoa rất là đẹp. Sau đây thì em xin đi qua từng loại ạ. Ở trước mặt các bác đó chính là những chậu dendro tím chớp, dendro tím chớp này. Cái mặt hoa của nó thì đây ạ, như trên màn hình thì em sẽ giới thiệu các bác. Cây mẹ của nó này. Dòng này thì hoa của nó là cánh viền chớp các bác nhé. Đấy, người ta gọi là tím chớp là cái cánh của nó chớp như những cái cây chớp Mỹ ạ. Đấy, và cái bông hoa của nó thì rất là xiêng. Loại này thì hoa của nó thực tế nó phải nở từ đầu đến ngọn cơ, từ dưới gốc lên ngọn. Nhưng mà hiện tại thì đây những cái cây năm nhất, năm hai thì nó cũng sẽ lên dần dần. Trồng càng nhiều năm tuổi thì cây của nó sẽ đẹp hơn. Hiện tại cây đang lên nụ này. Đấy, nụ có những cây thì nụ của nó đang hơi mới sưng thôi. Có những cây thì nụ sưng khá là to, cây thì mới nhú. Và một chậu dendro tím chớp này, chớp viền chớp này em bán là 200.000 một chậu. 200.000 một chậu. Tiếp theo là những cái chậu vàng kim cương đang có nụ hoa. Dòng này thì hoa của nó là họng cây hoa màu vàng với họng của nó là mắt màu đỏ, mắt màu nâu đen. Và bông hoa của nó rất là sai. Hàng này thì hoa nở rất là sai, tuy nhiên thì càng chăm càng lâu đời thì cây của nó sai. Em sẽ giới thiệu các bác cái mặt hoa của nó. Và đây là mặt hoa thực tế này. Cây này của khách em mua từ năm cách đây 2 năm. Khi mua thì nó chỉ có một thân thôi. Và khi trồng lên ấy, thì nó sẽ lên rất là nhiều những cái thân như thế này. Và khách có bảo là năm đầu tiên thì nó lên hoa nó chỉ lên một nửa thôi. Nhưng năm sau tất cả những mắt hoa nụ hoa ở những cái thân nào chưa hoa nó nở bằng sạch luôn. Đấy, đây là lý do tại sao cái dòng vàng kim cương này được rất là nhiều người yêu thích. Đó, bông hoa này. Ngày trước nó giá trị của loại này nó hơn 300.000 một thân cơ. Chậu hôm nay thì em giới thiệu các bác một chậu trung bình cao tầm khoảng là 40 cm, đang thắt ngọn một găng tay, hơn hai găng tay, rơi tầm 40 cm đổ lại và đang có mầm gốc như thế này, đang sưng nụ hoa, đang sưng mắt nụ hoa. Loại này thì em xin phép bán là 200.000 đồng một chậu. Đây là dendro vàng kim cương nhé, 200.000 đồng một chậu. Cập bến một lô hàng dendro xuân. Mặt hàng dendro xuân thì chậu của nó sẽ nhiều thân và mặt hoa của nó sẽ rất là đa dạng. Có cây thì hoa của nó màu tím trắng, có cây thì hoa màu tím đậm và có nhiều cây mặt hoa khác nhau bởi vì chưa sổ hoa. Hôm nay thì những cái chậu to thì em xin phép bán với giá là 200.000 đồng một chậu nhé. Những cái chậu to nhiều thân như vậy là 200.000 đồng một chậu dendro xuân, hàng thuần tại vườn rồi. Còn những cái chậu nhỏ hơn, ví dụ như những cái chậu kích cỡ nhỏ hơn như thế này, hoặc những chậu ít thân hơn, đấy thì em xin phép bán với giá là 160.000. Có hai mức size nhé, 200.000 và 160.000 đối với hai loại mức giá dendro xuân. Hoa của nó thì nở vào mùa xuân và hoa thì đa dạng nhiều màu. Vũ nữ sô cô la hoa thơm nhá. Đây, cái sô cô la hoa thì rất là thơm. Hoa của nó màu nâu sô cô la này. Đấy. Và những bụi ngày hôm nay thì nó khá là lớn, nó nhiều thân, nhiều giả hành. Những cái hàng mà hiện tại đang nụ thì em bán là 190.000. Còn những hàng mà chưa có nụ như thế này thì em xin phép bán với giá là 170.000 đồng một chậu nhá. Nhưng mà nó rất là nhiều mầm, hàng chưa có nụ nhưng mà mầm thì lên rất là khỏe. Hoa sô cô la thì hoa nở quanh năm nên là
đợt nụ này chưa ra thì sắp tới là chắc chỉ thời gian ngắn nữa thôi là nó sẽ ra một đợt nụ mới. Có hai mức giá. Nữ nhện xanh ạ, dòng nhện xanh này thì hoa của nó thành từng chùm như những màng tơ nhện và rất là đẹp. Hàng này em bán một chậu như vậy giá là 150.000. Chậu hôm nay thì cũng về rất là nhiều thân các bác nhé. Và bên đây đó chính là những chậu phụ nữ anh đào. Cái mặt hoa anh đào thì vừa rồi nó vừa tan hoa xong rồi mọi người ơi. Cái vòi hoa nó rất là dài. Và những chậu anh đào này thì hôm nay em thanh lý cho các bác. Chậu này giá cũ là 160. Hàng hôm nay thì nó sẽ hơi teo thân một tí. Hàng đang nụ hoa, ra hoa rồi thì nó sẽ hơi teo thân. Về các bác cắt tỉa hết rễ đi và cho sang chậu thì nó đẻ nhánh nó nhanh hơn. Và thanh lý cho bác là 100.000 đồng một chậu. Đấy, thanh lý giảm hẳn 60.000 đồng một chậu. Đây là vụ nữ anh đào, còn tầm khoảng 6 chậu. Và đây là dòng bơ ngọt này. Bơ ngọt còn duy nhất một chậu đẹp này, 160.000. Đấy, chậu này cũng đang nụ. Đây là dòng phụ nữ bơ ngọt nhá. Bơ ngọt còn một chậu 160. Đấy, cái hàng nào nó còn kém đi thì em sẽ thanh lý cho các bác luôn. Tiếp đến là đen đô nắng ạ. Đen đô nắng thì nhà em đang sale giảm giá các bác nhé. Mua 10 chậu sẽ được miễn ship và giá hôm nay sẽ được giảm. Vì nó cũng chỉ còn tầm hơn chục loại đen đô nắng thôi. Đầu tiên đó chính là cây kinh ba. Dòng này thì cây này 60.000. Những dòng đen đô này trước đó là 70.000 một cây, em bán giờ 60.000 một cây hết này. Tiếp theo là rồng xanh. Rồng xanh thì cây tơ xanh mướt luôn, rất là đẹp. Dòng này thì hoa màu xanh cánh xoắn, 60.000 đồng một chậu. Đen đô là biên phát tài. Loại này thì trước đó là 120 này, hôm nay em sale là 100.000. Dòng này lá kẻ, lá biên, à dòng lá biên. Và hoa của nó cũng là dòng hoa của nó cánh biên nhé, viền biên luôn ạ. Hiroshi hoa thơm, hoa của nó màu tím đậm với viền màu trắng, bông to, sai hoa. Loại này thì em bán 60.000, Hiroshi. Tiếp đến là kinh công ạ. Kinh công cũng 60.000. 60.000 một chậu kinh công nhé, đen rô kinh công. Loại này thì bông to. Tiếp nữa đó chính là bun len hoa thơm. Bun len hoa thơm này thì là cây tơ và bụi của nó thì cũng nhiều thân nhé mọi người nhé, ít nhất rơi tầm 3 thân. Nó sẽ có cả thân tơ này. Những cái thân năm cũ thì nó có thể là ra một lần ngóng thôi ạ. 60.000 đồng một chậu bun len hoa thơm, hoa trắng, lưỡi tím. Bà liễu lá tre, một cái dòng dendro với hoa thơm và cũng là dòng hoa màu trắng lưỡi tím này. Dòng lá tre này em bán 60.000. Đồng tiền tím cũng 60.000 đồng một chậu. Đấy, mua 10 chậu 600.000 sẽ được bao ship nhé. Giá bình thường là phải 70.000 một chậu đấy ạ. Dendro bán hầu như là không có lời lắm. Em sưu tầm, nhà em thì có phân loại tất cả các dòng có mặt hoa. Còn nhiều nhà vườn người ta mua solo thì nó không phân mặt hoa thì các bác về cũng khó. Tiếp theo là chớp NOB, dòng này dòng đột biến mặt hoa. Và dòng bản chất dòng này cây của nó sẽ không mướt được bằng những cái dòng khác nhé. Loại này cũng chưa là 100.000, hôm nay em bán cho mọi người với giá là 80.000 một chậu. Nó chỉ tầm 2-3 thân thôi. Đây, những cái thân này nó sẽ xuống lá và nó sẽ xuống lá hết, lá gốc hết. Đồng tiền tím này cũng 60.000 này. Cây đồng tiền tím này đang có nụ hoa, 60.000 cây đồng tiền tím này. Cây đồng đỏ cánh xoắn này cũng 60.000. Tiếp theo là cây này là cây rồng tím. Còn một cây cao cao này cũng 60.000. Rồng tím này, vàng chanh bụi siêu to luôn. Vàng chanh bụi này là 80.000. Bụi to nhiều thân, duy nhất một bụi vàng chanh. Nắng 4N cũng còn một cây, cây cao này cũng 60.000. Đấy, tất cả những dòng dendro hầu như em bán 60.000 đồng một chậu và mua 10 chậu sẽ được miễn ship nhé. Phi hạc lai với phi điệp nhé. Những cái bảng hoàng phi hạc lai, phi điệp bây giờ đang lên mầm. Đấy, những giò này hồi trước là bán 150 một giò. Hôm nay em bán xả luôn, vườn luôn là 120. Các bác mua một cặp là 200.000 hoàng phi hạc lai phi điệp. Mặt hoa của nó thì đa dạng, nhiều mặt hoa lắm ạ. Đấy, cây của nó nhiều thân thì nó cũng đang xuống lá, nhiều thân thì đang trong giai đoạn chuẩn bị xuống lá. Hôm nay bán thành lý 120, mua một cặp là 200.000. Em vừa về thêm bổ sung thêm một số lô giả hạc hoa hồng đỏ cùng với hạc vĩ thiên cung nữ bố nhé. Đây, một chậu của nó sẽ nhiều thân như thế này này. Hạc vĩ thiên cung nữ bố này. Đấy, hàng này chậu nhiều thân em bán 120. Về các bác cho ra bảng ghép thì nó sẽ thành một chuỗi, nó dài. Thường những dòng hàng thân thòng thì người ta sẽ ghép bảng nhiều hơn. Là hàng chậu chỉ hồng khi mà nó lên giống. Giống của nó khi mà nó dài thôi là người ta sẽ chuyển ra hàng bảng. 120.000 một chậu, mua 2 chậu là 200.000. Và đây là giả hạc hoa hồng đỏ. Đây, giả hạc hoa hồng đỏ này. Hoa của nó rất là đẹp. Chậu cũng nhiều thân. Đấy, hoa hồng đỏ đây. Chậu cũng nhiều thân, nhiều mầm. Em bán cũng 120.000. Nhớ là mua 2 chậu kết hợp với nhau em sẽ bán cho các bác là 200.000 được một cặp nhé.
Hàng này về chủ yếu bây giờ là các bác lấy mầm để ghép lên bảng dớn hoặc là chuyển sang chậu to. Nó sẽ xóa thân hàng này, nó sẽ dài hơn rất là nhiều. Đây chỉ là trồng cho cái chậu giống thôi, thân nó còn dài hơn, phát triển hơn về chiều dài hơn thân nữa. Châu Thái ạ, đai châu Thái hàng chậu. Những cái chậu đai châu Thái này rất là nhiều màu. Em bán lẻ là 150.000 một cây. Bác nào mua 3 cây em miễn ship nhé. Mua 3 cây đai châu này em miễn ship. Cây đơn nhiều cặp lá, nói chung tầm 3 đến 4 cặp lá. 3 cặp lá rưỡi, cây to. Cái này thì nó rất là nhiều màu, vừa rồi thì cũng nở ra một số những cây thì màu sắc em cũng quên không ghi lại. Em sẽ chọn cho thân lá nó khác nhau ạ. Em còn một chút cái chậu đen kiếm ạ. Kiếm hàng này là hàng giảm giá nhá, để bán xả nhá. Những cái chậu kiếm này trước đó bán 250 một chậu. Hiện tại thì đây là cái dòng hàng gieo hạt có 3 loại, dòng Phan Trí đây. Đây là dòng Vị Hoàng này và có cả xanh Huế nữa. Và những chậu này thì đánh mã, đánh dấu hết rồi. Hôm nay thì sale cho các bác một chậu nhiều tép như thế này có 200.000 đồng một chậu thôi. Giá cũ 250 nhá. Em còn tầm hơn chục chậu em bán xả 200.000. Chậu này nhiều tép với các bác sang cho em chậu to để nó đẻ nhanh. Bởi vì kiếm, riêng kiếm ạ, mình phải sang chậu đủ dưỡng chất để cây phát triển rất là mạnh. Còn bên đây cũng là cái dòng hàng kiếm, cũng là kiếm gieo hạt nhưng mà hàng size nhỏ hơn. Trồng ở chậu phi 12 thôi. Một chậu ít nhất nó phải rơi tầm 3-4 tép. Giá cũ là 150. Hôm nay lô hàng này em sẽ xả cho các bác là 120.000 đồng một chậu. 120.000 đồng một chậu anh nhá. Bác nào lấy 3 chậu đi, 3 chậu thì em sẽ để bác là 300.000. Đấy, phải mua 3 chậu thì mới được 300.000. Còn nếu mà mua 2 chậu hay 1 chậu thì vẫn là 120.000 nhá. Bởi vì cũng đã giảm giá rồi, từ 150 xuống. Cái lô hàng này em bán xả để em nhập những cái lô hàng mới.